Xin chào mọi người, Đan Ngành đã quay trở lại với tin tế update số thứ 5 rồi đây. Sau hơn một tuần kể từ khi sự kiện WWDC 2020 ra mắt, thì tiếp đó các hoạt động của Apple vẫn không hạ nhiệt. Cụ thể là các bài viết chủ đề liên quan đến nhà máy bán trái cây lớn nhất thế giới này trên diễn đàn tin tế vẫn luôn thu hút sự quan tâm của anh em. Hãy cùng mình cập nhật những thông tin này nhé. Lúc mình quay video này thì trời đang mưa và mưa thì cũng hơi đói bụng, có thức ăn ngon thì chắc ai cũng sẽ thích. Và tự dưng nhắc đến thức ăn thì là mình nhớ đến một chủ đề cũng được bàn tán sôi nổi trên tinh tế mà mình đang muốn nói tới ngay đây. Mới đọc qua thì mình cứ tưởng là tinh tế đã chuyển qua trên tay đồ ăn, nhưng đọc kỹ lại thì không phải như vậy. Mới đây thì Modido đã trên tay một dụng cụ chứa và ghép Magic Keyboard và Trackpad lại thành một, có tên gọi nghe rất vui tai là Tré. Nghe nó hơi giống tên của một món ăn nộm miền Trung và nhắc đến thì cũng hơi đói bụng. Tuy nhiên, đây lại là một sản phẩm bên thứ ba. Tré là một cái khay đựng bàn phím và bàn rê chuột thế hệ thứ hai của Apple với cách sắp xếp giống như những chiếc máy MacBook. Và cái khay này thì được làm từ nhựa PVC, rất nhẹ và bền. Nó sẽ giúp gom hai thiết bị đó thành một để bạn có thể sử dụng trên mặt bàn hoặc đặt trên đùi để thao tác dễ dàng hơn, Modido chia sẻ. Các sản phẩm của Apple chưa bao giờ hết hot là một chuyện, và cũng như các sản phẩm phục vụ cho các sản phẩm nhà táo thì cũng hot không kém. Ở phía dưới phần bình luận thì mình lướt đọc có thấy hiện tại nội dung các phần bình luận được chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất tỏ ra thích thú, ủng hộ và cho rằng đây là một sản phẩm rất tiện lợi, kết hợp được công năng và đưa người dùng về cảm giác đang xài một chiếc MacBook. Tuy nhiên, nhóm thứ hai thì cho rằng đây là một sản phẩm vẽ chuyện rườm ra. Và trong đó thì có cả bình luận của một cô hiệp thuộc nhóm này. Và nhóm cuối cùng là những người giống mình, tò mò đi tìm hiểu, phân tích về bàn luận cái tên Tré. Còn bạn thì sao? Ok, nhắc tới đồ ăn ngon thì chắc ai cũng thích rồi, nhưng mà ăn nhiều quá để mình phải tự ti về cân nặng thì lại là một câu chuyện buồn khác. Nhưng bạn cũng đừng buồn vì đã lỡ ăn quá nhiều nha, vì ai cũng có một mặc cảm riêng thôi. Ví dụ như mình nè, khi thời còn đi học thì mình mặc cảm là chuyện vẽ và viết chữ không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên, có vẻ như là bài viết trải nghiệm iPadOS 14 của Mốt Tiếng thì đã giúp mình nhận ra một điều là không nên tự ti vì vẽ xấu nữa, khi mà giờ đây chúng ta đã có thể chuẩn hóa các hình vẽ và các ký tự viết tay bằng Apple Pencil trên những chiếc iPad, cụ thể là trên hệ điều hành iPadOS 14. Và không chỉ có vậy thì iPadOS 14 cũng có nhiều tính năng hay ho khác và được Mốt Tiếng trải nghiệm thực tế. Thay đổi lần này chủ yếu tập trung vào chiếc bút Apple Pencil và các tính năng như là bỏ chữ, highlight text, chữ viết, chuẩn các shape hay là chữ viết tay. Không kém quan trọng nữa là tính năng này còn gọn gàng hóa các cuộc gọi đến, cũng như là thanh sidebar cũng được tinh chỉnh đẹp hơn. Và để xem cụ thể thì bạn hãy vào bài viết dưới video này của Mốt Tiếng nhé. Tiếp đến thì cũng khá liên quan đến thức ăn một chút cho những ai quan tâm đến dụng cụ bào phô mai có mức giá 140 triệu mà Mốt Minh Đức đã trên tay. Đi đôi với dụng cụ bào phô mai này cũng là chiếc Apple Pro Display XDR do Mốt của Hiệp trên tay. Và cũng không quên cập nhật cho anh em luôn là bài viết trên tay chân đá Apple Stand 1.000 USD cũng do anh Hiệp trên tay luôn. Và với mức giá này cũng như là những tính năng mang lại các sản phẩm của Apple, bạn nghĩ như thế nào? Và để xem cụ thể hơn thì mọi người có thể xem tại phần description dẫn đến link bài viết này ngay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số Apple Update số tiếp theo. Bye bye!